www.vietcongdavid.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu đầy đủ màu của chiếc xe đạp Line mới nhất của hãng được sản xuất năm 2020. Đây là chiếc xe đạp đa năng HBR88S. Vâng, HBR88S, đây là chiếc xe đạp đa năng model mới nhất năm 2020 của hãng xe đạp Line mới cho ra mắt thị trường. Và hiện nay shop xe đạp thể thao Vietcong đã có đầy đủ màu để giới thiệu và bán tới bạn. Với xe được sản xuất năm 2020 này thì có sự gì khác biệt so với những chiếc xe đời trước, bởi vì hãng này cũng đã cho mắt thị trường chiếc xe đạp HBR88 đã được người dùng rất là ưa chuộng, bởi là tính năng sử dụng của nó rất là phong phú, đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dùng, từ đi làm, đi chơi, đi phượt đều sử dụng một chiếc xe để thực hiện được những yêu cầu của bạn hoàn hảo. Và bây giờ shop sẽ lấy một chiếc ra để review cận cảnh chi tiết, soi từng góc cạnh của chiếc xe đạp này để bạn cùng xem chiếc xe đạp này chất tới đâu. Vâng, hiện nay HBR88S đang có 4 màu bạn nhé. Đây là đen cam, tiếp theo là màu đen đỏ, đây là màu đen xanh và màu xanh 87. Và bạn thích màu nào có thể liên hệ ngay với bên shop qua số điện thoại 098 331 5936 để chọn màu đó bạn nhé. Và shop sẽ lấy một chiếc, đây là màu đen đỏ, để bạn xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và HBR88S là sự kết hợp hoàn hảo từ xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp touring. Đó. Xây dựng được một chiếc xe đạp này quả là quá chất luôn. Xe được thiết kế khung nhôm. Đây bạn thể phân biệt khung nhôm, khung thép qua mối hàn này bạn nhé. Khung nhôm thì mối hàn nó vải cáo rất là to. Đấy, mà với công nghệ xử lý thì mối hàn rất đều đẹp này nè. Khung nhôm được sơn tĩnh điện. Và chiếc khung này thì được máy dập cũng rất là thon gọn. Với thiết kế size M sẽ phù hợp với mọi chiều cao của mọi khách hàng. Đấy, bạn mua chiếc xe đạp này thì chỉ những người trong gia đình mình có thể sử dụng được hết bạn nhé. Chỉ việc mở khóa tăng giảm chiều cao nhanh của cái yên này để thay đổi chiều cao thì mình sẽ dùng được luôn. Khung nhôm, cọc yên nhôm, đây là cọc yên liền, chỉ xuất hiện ở những dòng xe đắt tiền bạn nhé. Đây cọc yên liền, yên liền. Ba ga nhôm, đây bạn thấy ba ga nhôm phân biệt qua mỗi hàn này bạn nhé. Ba ga nhôm thiết kế rất gọn gàng đẹp luôn. Này mà đi phượt, đi chơi chở những người thân của mình thì tuyệt vời luôn. Ba ga nhôm phô tăng tay lái hợp kim nhôm, hợp kim nhôm, vành nhôm phuộc đúc. Đây mình nói về chiếc phuộc đúc này bạn nhé. Phuộc giảm sóc, đây là cầu phuộc, đây được gọi là cầu phuộc được đúc nghiền thành này. Đây là những dòng phuộc đắt tiền này, dòng phuộc đắt tiền này. Ống phuộc được mạ inox, đã thấy là chất mạ quá đẳng cấp luôn. Có khóa hành trình hay được gọi là khóa cho phuộc giảm sóc hay không giảm sóc bạn nhé. Bên này có cái nút được gọi là điều chỉnh cho cái phuộc nó độ giảm sóc cứng hay là mềm, thì mình sẽ vặn xuôi vặn ngược cái này bạn nhé. Nó cho phép điều chỉnh như thế. Đây vành nhôm hai lớp, vành nhôm hai lớp cứ gọi là hai lớp, nhiều bạn cũng thắc mắc là hai lớp là như nào. Bình thường là vành nhôm một lớp thì nó chỉ có một lớp là nó khoan ra đây và bắt chân lan hoa luôn. Ở đây hai lớp thì người ta sẽ khoan thủng một lớp ở đây để kéo lan hoa ra đây. Hai lớp thì vành nhôm rất là cứng và bền luôn. Vành nhôm thì bền rồi bạn biết rồi. Lan hoa tròn, lan hoa tròn bằng thép. Đặc biệt ở bộ đùm hay mayer của hãng Line này, hãng Line này được sử dụng bi bạc đạn đây bạn nhé. Đây là một cái dòng bi tiêu chuẩn quốc tế rồi. Đấy. Nó rất là trơn tru, rất là bon luôn. Đấy. Nó không có độ ma sát như dòng xe rẻ tiền là chạy bi hạt. Đây sau sửa chữa bảo trì rất đơn giản, đây là một tiêu chuẩn dễ dàng mua được vòng bi để thay thế.
Lốp Kenda 700x38. Đây là một cái dòng lốp chất lượng của hãng Kenda. Như bạn biết là lốp xăm lốp Kenda thì là tuyệt vời rồi, không chê vào đâu được. Đây, gai lốp này là gai lốp đang ăn nhé, chạy đường trường hay là đường bê tông, đường nhựa, leo núi đều được, chống trơn chống trượt rất tốt. Bánh trước bánh sau đồng bộ, bánh nhôm hai lớp, lốp Kenda 700x38C. Đây bạn nhá, đây là vòng bi bạc đạn này, xe này là được sử dụng bi bạc đạn hết. Đây, kể cả trục giữa bạn nhá, bạn thấy sự trơn tru, sự ổn định của nó rất là trơn. Đây, xe này đạp rất là nhẹ luôn. Rất là nhiều khách hàng khi mua những dòng xe hybrid hay những dòng xe này mà lắp chuẩn như này thì hoàn toàn hài lòng với lại chiếc xe của mình. Đây, nói đến cặp áo hay cặp chấm bùn này bằng nhựa PVC vậy nhé. Đây là dòng nhựa cao cấp, nhựa thì 1.000 năm không hỏng được. Một số dòng xe đẹp tiền thì người ta lại lắp bằng áo bằng sắt thì một thời gian nó sẽ hăn rỉ mọt đi. Bạn thấy HBR88S được sử dụng tem phản quang siêu đẹp đúng không ạ? Đấy, khi thay đổi góc quay này nó sẽ thay đổi màu sắc này. Tem phản quang thì không những tôn thêm vẻ đẹp của xe mà giúp cho người dùng rất là an toàn khi chạy ở những cái khung thời gian thiếu ánh sáng như buổi tối, thì khi có đèn rọi vào thì người đối diện sẽ sẵn sàng sẽ dễ dàng phát hiện ra bạn đang đạp xe, nên là rất an toàn cho người dùng luôn. Xe đẹp, giá tốt khi đến với xe đạp thể thao vip.com. Và ở HBR88S này ngoài có 4 màu đen đỏ, đen cam, đen xanh, đen cửu long thì rất là đẹp luôn. Xe được sử dụng bộ truyền động Shimano. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng thế giới rồi, một thương hiệu của Nhật Bản. Với tay đề lít là 8 số và tay đề đĩa là 3 số bạn nhé. Tức là xe này có 24 tốc độ. Đây, tức là một đĩa mình sẽ chạy được với 8 lít đúng không ạ? 3, 8, 24 là 24 tốc độ, nên bạn dễ dàng chạy mọi địa hình, thay đổi tốc độ dễ dàng luôn. Với xe được sử dụng bộ đùi đĩa Roll Wheel. Đây là bộ đùi đĩa nhôm bạn nhé, bộ đùi đĩa nhôm, gạt đĩa Shimano Touray, gạt lip Shimano Touray. Và cái dòng Touray là những dòng xe chạy đường trường, xe đạp thành phố cực chuẩn đấy. 8 lít đấy bạn nhé, 8 lít. Vâng, chiếc xe này rất là đẹp. Vâng, bạn còn câu hỏi nào thắc mắc đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với bên shop với số điện thoại 0983315936 hoặc để lại comment bên dưới video này. Shop sẵn sàng trả lời tất cả hỏi thắc mắc của bạn, sẵn sàng chia sẻ cho bạn những yêu cầu. Và shop không những bán cái dòng hybrid này, shop còn bán đủ tất cả các chủng loại xe mà nhé, từ xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp hybrid là những chiếc xe đạp này đây. Có rất là nhiều model với nhiều mức giá khác nhau. Bạn thích chiếc xe đạp nào, bạn cần tìm chiếc xe đạp nào thì hãy liên hệ với shop, và shop có đầy đủ sẵn hàng luôn. Bạn đặt hàng sẽ giao hàng cho bạn được luôn. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com. Vào lúc 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày, shop sẽ đăng tải những video về những sản phẩm mới nhất, những đánh giá của khách hàng về sản phẩm. Và đặc biệt có những video shop đăng tải những sản phẩm bán với giá sập sàn, và chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý với giá thành tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.